bay đọt bà bịa prai ra bay đọt nâng cứ dân thơ prai từ tam bịa khang đam nâng ca pra pra ra bò sạp nâng ông mà tha dân này dây từ lơ kèm pi bà tra bị đọt bà chân miên này tha dân ở trong dây hương phê chế nè rồi có ca pra pra và thổ xe anh tê dân này dây từ lơ át ra bò bà tra bị đọt quan tha bà tra bị đọt nâng này dây bay đọt bay tại bay nâng việc ở miên at the night at Kambangi, who we named so that we told him to hide by you. That drunk at about by dot nung, ban throw your mobile snide. Ban chung by dot than the clump pit ta, the tribe by dot nung. Look prime out tat, cheer pit some day, die bit beer nuggle. Nunku at the night team waiting. Look poor men polite me, I die, but boo. Slap junk taking, I caught take you. I chat dung like at the night team way. Kệ lê xê, bệ lê tê ê tha tê, bệ đã cẳng. Bệ xâm đây chê tì biệt biên nơi kệ lê. Chú mô tha bày đọ. Ở bê át tì pì. Át tì pì, bạc ca rê nê át thăng ta chê tay tê bệ đã cẳng. Bệ nà đà mê ra xa nơi át đôi bro ca xem xên. Bệ nô chú mô tha bày đọ. Nâng át tì nây tì pì. Ở bê át tì nây tì bây, bệ kê vẹ ta bệ đề dạ tế, cả thệ dạ tay tế bệ đề cẳng. Bệ nà đài bệ đồng miên phụ phía bồ, bệ nô chú mô tha bày đọ. Hay ạ tên này tị buôn, bạ đệ dạ tay tế, bệ đệ dạ bộ nệ dạ tay tế bệ đề cẳng. Bệ nà đài trời riêng dọc bồ hẹt nô, bệ nô chú mô tha bày đọ. Hay ạ tên này tị pram, bệ đệ dạ tế, sang khe tệ dạ tay tệ bệ đã cẳng bệ ná đầm anh xâm lạp nơi kể lệ bộ hẹt nốt bệ nốt chung một thả bệ đỏ chẳng cư dân bàn pram ạ tần này ạ tần này tìm bổng muối cư bệ đệ dạ tệ sát tị dạ tệ cả thệ dạ tệ ạ thao ê tê ná tệ bệ đã cẳng bà ạ đại trơ bộ đòi bệ nốt bộ hẹt nốt bệ nốt chung một thả bệ đỏ và cứ miền này tha biết chỉ cường po nợ ạt chẳng ạt này tiếng bầm vui nâng cứ chỉ ạt bỏ biết tha prata bị đọ nâng cứ chỉ ạt bỏ prata bị đọ dường ạt prai mau ban bầm vui ạt nâng hay nâng ạt đòi ôm ạt đòi ôm cứ dường ạt prai ban vui ạt tiệt xem nhá prata bị đọ nâng cứ bị đọ nâng chỉ ạt prai mau tha cầm pì rồi cô buồn nằm ra bà nâng cư à tình này tì bằng phí rồi bỏ phí tha bạch đọ tại à hướng prai tha cầm phí cư buôn đâm ra nâng vì ọt chom đòi mục xã đi vì ọt chom đòi chung phua thì vì chom đòi ổng vì phụ ấy vì tha bạch đọ đại prai mò tha cầm phí rồi cô cư buôn đâm ra nâng tu tử bà xong bây giờ phơ xem xem sát tra xem xem nâng cô ai hay tha bạch đọ bàn đại tại mình mang chí bà tra bị đọ thì chẳng vì ọt xa lực hạ prá bàn chí nhóm sẽ gọi từ lời thà xâm khăn cô bằng nông này ca bố bị thà bày đỏ nâng ta gọi trong bố từ lời ấy bởi gọi trong bố từ lời à cầm bì khéo khéo nâng nâng cô bạn đại bì bố sắp nâng mình mên khai thà bà bàn từ bố tay bà ta bị đỏ từ muối à rừng bị thà bè đỡ cả rừng có đại dương an thà bày đỏ nâng mình mên do từ bà tay nơi khăn nông kèm bì bà ta bị đỏ tay mà giáng ấy miên ca bà tu tử pra mau chi là cái nạn khang cai ban đại bản chăng ban chi miền ca prai thai cầm pí prai thai cơ buôn nằm ra bản chăng song bay ta bắt ra bị đó nó có chi cầm pí có chi cơ buôn nằm ra đại tai mình men ao ta khơi cầm pí khơi ta cơ buôn nằm ra men men hai thai bắt ra bị đó từng ngồi pì pro bắt ra bị đó miền ta bay để cứ vì này ta bay đó sơn tan ta bay đó năng áp tham mẹ bay đó đại chi bớt vài chân năng ở bên à có buồn có pin xem xét dân ai hay tha chia bay đọt đại vì pu bay đọt năng phải mà thật có buồn có pì năng đôi nơi con ông ở prapota vai chân nạn nơi con ông anh cô trang này cai tây cạn địa ba cái xã một tệ sâu rồi coi dân hay cà la mà sâu chứ nơi con ông cà la mà sâu mình prang tung ta prapia bay đọt năng đại bằng chúng ta mai tham bia pè đã cả sam bờ tiền nè nè luôn đại khôn ông bật ra bị đọt mà dân phải tha công pro cán đại ăn cái buôn cùng pì hay dân trang tên dễ to to khnhiều máu á tròn từng năng dân công dễ tha cùng chưa pro cùng pì á chẳng cô mai từ tháng xong bay bay đọt cô
មិនត្រូវជឿដែរពពួយឃើញពាក្យថាមាបេដកសម្បទានៃអ្នកកម្អយអង្គក្បួនកំពីឲ្យលើកថាថាងព្រះអង្គសំដែងចឹងទៀតចឹងនាំគ្នាឈប់ជឿបីដកអលីងហ្នឹងឯងដែលស្រ័យថាយើងអត់យល់អត់យល់ថាត្រង់ត្រង់ពាក្យបីដកទៅហ្នឹងមិនមែនមែនសំដៅទៅលើប្រត្រៃបីដកទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងពាក្យសាបវាអាស្រ័យលើបំណងរបស់អ្នកពលតែពេលយើងអត់យល់បំណងរបស់អ្នកពលឃើញតែពាក្យដូចដូចគ្នាយើងយកអត្ថន័យដូចគ្នាត្រូវទេពីព្រោះបីដកដែលជាអត្ថរបស់ពុទ្ធវចនៈដែលដែលចំអាហ្នឹងគឺខ្ញុំបកស្រាយចំណុចទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ចាហើយយ៉ាងទៅអាត្រង់អាទី7នេះគឺខ្ញុំប្រែមកថាជាកម្ពីឬក៏ជាក្បួនតម្រាហើយសំបីក្នុងបៃដកក៏មានការប្រើពាក្យហ្នឹងហើយឲ្យប្រែថាក្បួនកម្ពីដែរដែលតទៅនឹងការឡាមសោតបាទហើយអត្ថន័យទី8បាទគឺបៃដកហ្នឹងប្រែមកថាល្អីកញ្ច្រែងភេជ្ជៈបាទអញ្ចឹងនឹងអត់សម្ដៅលើបៃដកទេកុំប្រែទៅលើបៃដកថាជាល្អីថាជាកញ្ច្រែងថាជាភេជ្ជៈអាហ្នឹងគឺរបស់របរដែលយើងឃើញហងៃហ្នឹងឯងយើងស្គាល់អីអត់អញ្ចឹងយើងស្គាល់កញ្ច្រែងយើងស្គាល់ភេជ្ជៈដែរបាទបើស្គាល់ហើយគឺរបស់ហ្នឹងឯងមិនមែនទៅលើសភៅបៃដកហ្នឹងទេមិនមែនពុទ្ធវចនៈហ្នឹងទេរបស់ដែលយើងឃើញហ្នឹងឯងល្អីហ្នឹងឯងអាហ្នឹងហៅបៃដកហៅបានហើយយើងយកមកដាក់របស់របរហ្នឹងឯងពេលព្រោះបៃដកវាជាភាសាបាលីយកពេលភាសាសម្ដែងល្អីហ្នឹងឯងឬក៏កញ្ច្រែងហ្នឹងឯងចាហ្នឹងភាសាខ្មែរយើងតែគេបកប្រែមកបាទតែគ្រាន់ថាអត្ថរបស់បៃដកហ្នឹងវាមានច្រើនចឹងវាមិនមែនប្រសាបៃដកហ្នឹងមកឲ្យប្រែថាល្អីដែរទេពីពួកអត្ថវាមានច្រើនដូចខ្ញុំច្រើននិយាយទៀតថាអត្ថវាមានច្រើនហើយការប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាអាស្រ័យលើអ្នកនិយាយអ្នកពូហ្នឹងអ្នកសរសេរហ្នឹងបើថាគាត់ចង់បំងអីដែលគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងគាត់ចង់មានអត្ថន័យថាម៉េចដូចពាក្យថាអកតញ្ញូអញ្ចឹងហ្នឹងក៏មាន2ដែរណាហើយបើក្នុងភាសាខ្មែរយើងប្រើបានតែអត់មួយទេអកតញ្ញូគឺដឹងតែមិនដឹងគុណរមើលគុណនឹងឯងតែបើក្នុងភាសាបាលីអកតញ្ញូប្រែមកបាន2គឺមិនដឹងគុណនឹងផងបាទនឹងទី1អាហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងភាសាខ្មែរយើងពីព្រោះខ្មែរយើងយកពាក្យពីបាលីហ្នឹងមកប្រើអញ្ចឹងដែរបាទអកតញ្ញូនឹងពាក្យបាលីហើយខ្មែរយើងក៏យកមកប្រើប្រាស់ជាភាសាជាតិហើយអកតញ្ញូគឺគេយល់ហើយគេស្រាប់បានហើយបាទខ្ញុំទៅនិយាយថាមិនដឹងគុណរបស់គុណឯទៀតគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺដឹងថាគេយល់ហ្មងក្នុងសម្រាប់រៀនសូត្រហើយអកតញ្ញូក្នុងភាសាបាលីមួយទៀតប្រែមកថាអ្នកដឹងនៅព្រះនិព្វានហើយសំដៅទៅលើព្រះអរិយបុគ្គលអញ្ចឹងដោយព្រះសារីបុត្រនឹងគេហៅអកតញ្ញូដែរគឺអ្នកដែលដឹងនៅព្រះនិព្វានបាទអញ្ចឹងគឺមានដែរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើបំណងរបស់អ្នកពលបានជាខ្ញុំចាត់ចែងរឿងពាក្យហ្នឹងគឺយើងច្រើនតែការប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាច្រឡំច្រឡំគ្នាបាទ